Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Kamen Rider Gacha. Cũng đã kết thúc game với Kamen Rider Legend. Người không phải đi qua những thế giới như DK mà ở tại thế giới của chính mình, anh ấy sở hữu một bộ bài với sức mạnh của những Legend Rider khác với những Champion Card đơn thuần của Gacha. Legend có hình dạng như DK ngoàng kim, thể hiện sự tri ân vì dù sao Gacha cũng là series 5 năm kể từ khi Reiwa Rider bắt đầu, đánh dấu một nửa hành trình của Reiwa cũng đã dần kết thúc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại tất cả những form lấy sức mạnh của DK đã từng được tái hiện lại trong series Kamen Rider. Chúng ta sẽ cùng xếp hạng những form đó dựa trên những yếu tố như ngoại hình cũng như khả năng mà nó mang lại cho chủ sở hữu để đánh giá xem chúng nằm ở vị trí nào nhé. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng bắt đầu ngay vào video tất cả những form tri ân tới Kamen Rider DK. 15 giây để quảng cáo cho Riding on Shop. Hiện tại mình đang có một gian hàng trên Shopee với tên gọi Riding on Shop. Các bạn hãy gõ từ khóa này sẽ xuất hiện ngay shop mình. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Ở đầu cho video lần này là hình dạng DK Gozes của Kamen Rider Legend. Bản thân Legend cũng đã từng chuyển hóa thành DK cũng như Complete Form của DK, nên mình sẽ xét Legend là một rider riêng biệt. Còn về phần tri ân sẽ là form Gozes DK của Kamen Rider Legend nhé. Hình dạng Gozes DK này thực chất là mô phỏng lại DK, thêm những chi tiết vàng kim trên cơ thể giống với bất kỳ form nào mà Legend biến hình. Màu vàng kim đi cùng với tất cả những màu khác đều thể hiện sự hợp lý nhất định của nó. Ngoài ra phần trang sức trên phần thân cũng như chân của tất cả những hình dạng đều nối với phần driver, tạo ra một sự liền mạch nhất định, thể hiện sự bất đối xứng trong thiết kế của Kamen Rider Legend. Đó là tất cả những sự khác biệt trong hình dạng của DK. Còn về phần khả năng, do Legend kỷ niệm tới tận 20 rider cũng như còn có hình dạng Legendary Legend, nên form DK này cũng không có quá nhiều đất diễn. Anh ấy chỉ toàn đấm tay, thậm chí vũ khí của DK anh ấy còn lười sử dụng, chỉ sử dụng vũ khí Ridebooker của DK trong màn sử dụng 10 rider trong thời đại Heisei. Trong tập phim gặp Gacha riêng của Legend, anh ấy còn không sử dụng tới phần vũ khí này mà sử dụng trực tiếp khẩu súng của mình. Đòn tất sát anh ấy còn sử dụng trước đòn tấn công của DN để phô diễn sức mạnh Final Tech Ride. Đến tập phim trở lại của Legend, chúng ta thấy rõ sức mạnh của DK qua cú Rider Kick trứ danh. Những lá bài của DK trong hình dạng Gozes này sẽ được bao phủ bởi lớp vàng kim giống như bao Rider khác được biến hình bởi Legend. Cú Rider Kick này của Gozes DK cũng là tuyệt kỹ duy nhất mà nấy thể hiện trong hình dạng DK. Để chấm điểm cho form này, về phần tạo hình hoàn toàn không thay đổi so với DK cơ bản, chỉ thêm thắt một số chi tiết, nên mình sẽ đánh giá nó chỉ ở mức 7 điểm. Phần thể hiện khả năng, tất cả gì mà nó thể hiện kia là đánh tay và thực hiện một cú Rider Kick có vẻ hào nhoáng, nên chỉ ở mức 6 điểm mà thôi. DK Gozes chỉ xứng đáng ở vị trí cuối của bảng xếp hạng. Ở vị trí thứ 3 sẽ là hình dạng Revive Megalodon. Kamen Rider Revive cũng là series kỷ niệm thứ 40 trong toàn bộ dòng phim Kamen Rider, nên phần nào những vai stem ban đầu của Revive cũng sẽ mang những yếu tố tri ân, là form xuất hiện trong tập cuối của Kamen Rider Saber và được tái hiện lại trong tập 6 của Kamen Rider Revive. Hình dạng Megalodon này dựa trên Kamen Rider DK. Nó có tạo hình và thiết kế vẫn là tông màu của Kamen Rider Revive. Phối với đó là những chi tiết, những đường kẻ của Kamen Rider DK với biểu tượng Megalodon trên ngực, với đôi mắt màu xanh lá thể hiện sự hung hãn cùng với những đường kẻ từ DK. Trên tay của anh còn được đính kèm một cặp song đao được tạo hình từ vây cá mập. Về phần vai, như bao phần khác của vai, anh ấy đội trực tiếp một chiếc mũ cá mập nhựa lên phần đầu của mình kèm với phần mái tóc của vai để tạo nên hàm răng sắc nhọn của Megalodon. Sức mạnh của form này cho phép Ikki cũng như vai có khả năng di chuyển như loài cá mập. Vai thì tận dụng chiếc mũ này để cắn kẻ thù, còn Ikki có thể bơi lội một con cá mập khi tạo ra được vùng nước dưới chân mình để tạo những động tác tấn công uyển chuyển như cá mập đang săn mồi. Cặp song đao trên tay của anh cũng có thể giúp tấn công kẻ thù như những nhát cắn từ loài cá mập. Nó có thể tấn công riêng lẻ hoặc tạo thành nhát chém chữ X chí mạng dán vào người kẻ thù. Hình dạng remix của form này kết hợp cả hai trở thành một con Megalodon khổng lồ, di chuyển linh hoạt và tấn công kẻ thù với những nhát cắn từ loài thủy quái với lực cắn hàng trăm triệu tấn. Một số form của Kamen Rider Revive mình vẫn có thể lý giải được ý nghĩa của nó, nhưng trong hình dạng của DK kết hợp với loài thủy quái Megalodon, mình hoàn toàn không thể nào hiểu được sự kết hợp giữa cả hai form này dựa trên yếu tố nào. Nếu các bạn biết có thể comment phía dưới giúp mình nhé. Nếu xét riêng về phần tạo hình Megalodon thì mình đánh giá form này ở tầm 8 điểm, nhưng nếu thêm phần tri ân DK
thì ngoài những đường sọc cũng như một số bộ phận giống với hình dạng Kamen Rider DK, nên phần ngoại hình Gion mình chỉ đánh giá ở mức 6 điểm. Còn về phần khả năng cũng tương tự như vậy, nó thiên hẳn về Megalodon, không quá liên quan tới Kamen Rider DK, nên mình đánh giá chỉ ở tầm mức 5 điểm. Với số điểm đó, đáng lý ra form này sẽ phải nằm ở dưới cả hình dạng Gozess DK, nhưng vì dù sao so với tất cả những form Trion khác của Revive cũng như vậy mà thôi, không có quá nhiều điều liên quan tới những Rider Trion, chỉ mang hình dạng của họ để cấy ghép vào hình dạng của những loài thú liên quan tới Vistum. Nên nếu xét trên phương diện này thì form này hoàn toàn thể hiện rõ sự hoành tráng của Megalodon cũng như khả năng đặc trưng từ loài thủy quái này, nên nó mới được ship trên Gozess DK. Ở vị trí thứ hai là Kamen Rider Fighting DK Arm. Hắn ta là kẻ kỷ niệm 15 năm trong series Kamen Rider Guy, xuất hiện trong movie Kamen Rider Heisei vs Showa. Một người cha đã hối hận về quá khứ liên quan tới con mình và muốn tìm lại nó. Vì tình thương này, ông ta đã bị lợi dụng, mang sức mạnh của một bộ xương đến từ địa ngục và chiếc Lordship mang sức mạnh của 15 Heisei Rider. Ông ta cũng đã chuyển hóa thành Kamen Rider DK để đối mặt trực tiếp với anh. Hình dạng DK Arm được tạo hình từ mô hình đầu DK phân tách ra để tạo thành bộ giáp ở phần bên trên của Kamen Rider Fighting, tạo hình với hai đôi mắt DK ở hai phần vai, và phần ngực của DK được gắn thẳng lên ngực của Fighting, kèm với đó là phần miệng của anh ta được đổi màu trở thành màu magenta. Còn lại tất cả mọi thứ đều giữ nguyên phong cách của Fighting. Thanh kiếm Dry Booker cũng được hắn ta sử dụng. Một số khả năng ưu việt của hình dạng DK Arm từ Kamen Rider Fighting: hắn ta có thể sử dụng lại vũ khí của chính Heisei Rider trước mà không cần chuyển dạng khi trong trạng thái của Kamen Rider DK Arm. Điển hình là trong trận chiến cùng với hình dạng Hibiki của DK, hắn ta đã có thể triệu hồi đến Ogekibo Rekka nhằm phá giải đòn tấn công đến từ Hibiki Form của DK. Khi thực hiện sát chiêu, hắn ta như kết hợp lại đòn Illusion cũng như Slash của DK, tạo ra rất nhiều ảo ảnh từ chính bản thân mình ra những chém chí mạng người kẻ thù chứ không phải đánh từ từ như DK. Về tạo hình và thiết kế của form này cũng không có quá nhiều điều đặc sắc khi chỉ là hai phần mắt của DK ở hai bả vai cũng như phần ngực của DK được bê thẳng lên form của Fighting. Về tạo hình chỉ đáng ở mức 6 điểm mà thôi. Về phần khả năng, mặc dù cũng không thể hiện nhiều nhưng kết hợp lại hai khả năng trứ danh của DK là Illusion cũng như Slash gỡ gạt lại phần nào. Về khả năng, form này sẽ tầm ở mức 7 điểm. Vị trí thứ ba của form này cũng phần nào đến từ sự chăm trước khi nó cũng là form đầu tiên Trion Kamen Rider DK chính thức. Vị trí thứ nhất tất nhiên sẽ thuộc về Kamen Rider Zio với tạo hình DK Armor. Đây là nguồn sức mạnh mà DK trực tiếp trao lại cho Zio, thể hiện phần nào anh ta sẽ là người kế thừa cho DK để nối nghiệp những Rider khác. Tạo hình ban đầu nhìn DK Armor có vẻ cực kỳ tù, lần này còn đóng thêm cái máy tính bảng lên mặt của Zio DK Armor. Ban đầu tạo hình này với những sự hỗn tạp như thế làm cho mình cảm thấy rất tù, nhưng khi nói về khả năng của nó thì cũng phần nào bù đắp lại ngoại hình tù tội này đến từ DK Armor. Dry Watch đặc biệt của DK khi kết hợp với những chiếc Dry Watch khác sẽ tạo nên form nâng cấp cho Rider tương ứng. Ví dụ như Bill sẽ được nâng cấp lên Bill Sparkling, hay hình dạng của God sẽ là God Greyfool. Khi đó phần thân sẽ được thay đổi cũng như gương mặt chiếc iPad của Kamen Rider Zio DK Armor sẽ chuyển qua hình dạng của form tương ứng. Do là một form có thể chuyển dạng thành nhiều form khác nên về phần gương mặt cũng như một số bộ phận nhìn hơi tù cũng có thể bỏ qua. Tất nhiên khi chuyển hóa thành những form này, anh ta cũng có thể sử dụng khả năng tương ứng với những form mà nó chuyển dạng, giống như hình dạng God Rayful có thể triệu hồi được những vị danh nhân tấn công và quấy nhiều kẻ thù, hay hình dạng Mighty Action WX của SA thì có thể nhân bản ra hai bản thể khác nhau nhằm chiến đấu để áp đảo về số lượng. Nói tới hình dạng DK Armor thì chúng ta còn phải nói tới thanh gươm thời gian kết hợp hoàn hảo giữa cả hai, hay Saber. Thanh gươm mang tên gọi của tất cả những Heisei, có một mặt đồng hồ trên phần thân kiếm. Khi xoay mặt đồng hồ này sẽ ra âm thanh tương ứng nhằm tạo những đòn tấn công cường hóa về thanh gươm Heisei-ber này. Điều thú vị là nó hoạt động hoàn toàn độc lập so với hình dạng DK Armor. Không nhất thiết bạn chuyển hóa thành God thì nó sẽ sử dụng sức mạnh của God, nó vẫn có thể sử dụng sức mạnh từ những Rider khác mà không ảnh hưởng gì. Một số khả năng cường hóa như Blade sẽ giúp nó chuyển hóa thành một thanh gươm ánh sáng, tăng cường khả năng chém cũng như phạm vi tấn công. Với sức mạnh của Ryuki bao phủ thanh gươm này bằng lửa, hay tạo ra những con dơi từ sức mạnh của Kiva. Tạo hình mặc dù hơi tù nhưng có phần ý nghĩa nhất định nên nó nằm ở mức 8 điểm, kèm với khả năng độc nhất vô nhị, không phải sử dụng là những armor cũ mà còn nâng cấp nó lên một tầm cao mới, kèm với thanh Heisei-ber hoạt động độc lập và có những ký ức riêng biệt liên quan trực tiếp tới thanh kiếm, nên phần khả năng của form này nó xứng đáng ở mức 9 điểm.
trong thang điểm về tất cả những khả năng mà hình dạng TK có thể sở hữu. Vị trí top 1 hoàn toàn xứng đáng cho TK Armor. Vị trí 0 Extra Top sẽ thuộc về Another TK. Tên này không phải là Kamen Rider mà là một quái vật Another Rider được tạo ra từ sức mạnh của DK sau khi Time Sucker Swap hợp tác cùng với DN tước lấy nguồn sức mạnh từ DK và gần như tiễn anh tới bờ vực sống còn. Hắn ta đã hâu tóm được nguồn sức mạnh khổng lồ từ kẻ hủy diệt thế giới và tạo nên hình dạng riêng biệt trùm cuối của toàn bộ series Another DK. Tạo hình cũng giống như bao Another Rider khác, vẫn dựa trên DK nhưng hoàn toàn ma quái và tà ác hơn rất nhiều. Ngoài màu sắc trắng và hồng magenta đặc trưng, hắn ta có 3 đường kẻ đen trải dài trên vai và toàn bộ cơ thể của hắn. Đôi mắt của hắn cũng là đôi mắt xanh nhưng được kéo dài qua hai bên sừng. Phần sừng của Another DK cũng được chia ra thành rất nhiều sừng nhỏ khác nhau, giống như một tên ma vương, một vị chúa tể. Giống như bao Another Rider khác, khả năng của hắn vượt trội hoàn toàn so với DK, thậm chí còn mạnh hơn anh ở thời kỳ đỉnh cao. Hắn dễ dàng thao túng bức màn dựng thế giới để triệu hồi đến những rider cũng như biến mất những kẻ thù mà hắn ta không muốn chạm mặt. World Creation, hắn ta cũng có thể tạo ra thế giới riêng biệt của bản thân, nơi đó lưu trữ tất cả sức mạnh của những Dark Rider. Hắn ta có thể triệu hồi bọn chúng để tấn công, giúp áp đảo kẻ thù. Khả năng của bọn Dark Rider này mặc dù cũng không như bản gốc, nhưng với số lượng áp đảo, đó có thể xem như một đội quân hủy diệt luôn được chôn giấu trong thế giới mà Another DK tạo ra. Tất nhiên đã có thể tạo ra, hắn cũng có thể triệu hồi những tên này tham chiến với khả năng triệu hồi. Không những triệu hồi đến những bản sao vô cảm tính, hắn cũng có thể triệu hồi những rider ở hình dạng con người như Kamen Rider Eternal với cá tính riêng biệt, nhưng bọn chúng sẽ luôn thuần phục trước sức mạnh của tên Another DK. Khả năng chiến đấu cũng như sức phòng thủ của hắn ta trước khi hấp thụ sức mạnh của Omazio cũng hoàn toàn vượt trội so với những rider ở thời điểm đó, dễ dàng hứng trọn cả đoàn final của Kamen Rider Gate Revive không bất kỳ sức mẻ nào. Thậm chí sau khi hấp thụ sức mạnh của Omazio, hắn cũng miễn cưỡng chống đỡ được một đòn từ sức mạnh bá vương thời không. Những cú Rider Punch và Rider Kick của hắn cũng là nguồn sức mạnh bóng tối được tụ hợp với những luồng sấm sét đen bao phủ bởi ánh sáng magenta tụ hợp trên tay và chân, ra những đòn cực mạnh để dứt điểm kẻ thù. Ngoài ra, hắn cũng có một tuyệt kỹ là Dimension Blast, tụ hợp được một quả cầu năng lượng khổng lồ với màu sắc tương tự như đòn tấn công Rider Punch và Rider Kick, dùng quả cầu này như một đòn tấn công tầm xa để gây sát thương lên kẻ thù. Để xét công tâm thì nếu so về tất cả những Another Rider thì Another DK cũng thể hiện sức mạnh của một vị bá vương, một tên ma vương đích thực so với một hình dạng cơ bản cũng như những Another Rider khác. Hắn ta hoàn toàn vượt trội nên vì tạo hình mình đánh giá Another DK ở tầm 9 điểm. Còn về phần sức mạnh, hắn ta mạnh còn vượt trội hơn so với DK, không chỉ bao hàm sức mạnh của DK mà còn là sức mạnh của DN cũng như Narutaki, thậm chí nâng nó lên một tầm cao mới khi điều khiển được tất cả những sức mạnh nói trên. Về sức mạnh, mình sẽ đánh giá ở Another DK ở mức 10 điểm, nên không có lý do gì nếu hắn ta là một Kamen Rider đích thực thì vị trí số 1 chắc chắn sẽ thuộc về Another DK, là một trong những form tri ân nổi bật nhất của Kamen Rider DK trong những năm gần đây. Another DK của Time Sucker Sword cũng là kết thúc cho video tất cả những form tri ân về Kamen Rider DK. Các bạn có cảm nhận gì về những form tri ân, ngoại hình cũng như sức mạnh của chúng như thế nào, và các bạn có đồng tình với bảng xếp hạng của mình, hãy comment phía bên dưới giúp mình nhé. Và đừng quên, mình có Radeon Shop bán những đồ chơi về Kamen Rider. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi kênh cũng như ủng hộ shop mình nhé. Thanks for watching. Bye.